bỏ ra 525 triệu cách đây 2 năm, đến bây giờ không có gì phải suy nghĩ, kể cả quá trình xăng cộ, ăn uống, rồi sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, chi phí nuôi xe, đến quá trình sử dụng xe, hài lòng. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với Xế Ngọng Vlog. Đến thời điểm này thì có thể được tạm được gọi là nhà mình kết thúc được chuyến đi Quảng Linh, Xéo Mỹ Tỷ, Y Tý, Xin Suối Hồ và vòng về Sapa nữa. Ừ đúng rồi, Sapa nữa, quên mất Sapa. Đó. Thì tổng quãng đường nhà mình di chuyển là khoảng mình cũng không ấy chính xác lắm đâu, nhưng mà nhìn vào công tơ mét thì nó rơi vào khoảng 1.200 km, gần 1.200 km, một bao nhiêu đấy. Tiền xăng đổ mất 3 lần đổ. Đổ cả 92 lẫn 95, đổ cả lúc xăng chưa tăng giá 1.000 đồng ấy. Thì tổng thiệt hại đổ mất cứ cho là như bây giờ là về là giống được mất 3 lần, mỗi lần 1 triệu rồi hơn 1 triệu loanh quanh khoảng đấy. Thì mình cứ tính tròn là 3 triệu cho hơn 1.000 km di chuyển. Thì đến đây thì mọi người chắc chắn sẽ bảo là ăn xăng thế. Nhưng thực ra thì cung đường đợt này nhà mình di chuyển là một trong những cái cung đường mà mình nghĩ nếu mà anh em mua xe ô tô, mua xe chắc là giới hạn, đến giới hạn của một chiếc xe gọi là đa dụng CUV chứ không phải SUV nhé, CUV, giới hạn của một chiếc xe nó cũng chỉ đến như thế thôi, chứ nó cũng không anh em nào mà hành nó hơn nữa thì thật sự là không phải là hiểu về xe nữa mà là phá xe rồi. Như kiểu muốn phá xe hoặc là mình không am hiểu chiếc xe mình có thể đạt được đến những cái giới hạn nào để đi đó. Cung đường mình di chuyển từ đây lên đến Sapa đi, lên đến Sapa thì đường đẹp rồi, không có gì để suy nghĩ rồi. Nhưng từ Sapa vào Xéo Mỹ Tỷ đường khá là xấu, 22 km. Các bạn có thể search Google Maps từ Sapa đến Xéo Mỹ Tỷ 22 km, di chuyển mất hơn 1 tiếng, thì có thể hình dung ra cái đoạn đường nó quanh co khúc khỉu, nó xấu như nào. Và tiếp theo từ Xéo Mỹ Tỷ sang Y Tý có đâu đó mình nhớ không nhầm là hơn 70 cây, 80 cây thì phải, 76 cây. Di chuyển mất trên Google Maps hiển thị là 5 tiếng 40 phút hay 5 tiếng 30 phút gì đấy, nhưng đi thực tế như nhà mình đi thực tế thì khoảng gần 7 tiếng đồng hồ đó. Đường có thể nói là cực kỳ xấu, vừa lên đèo dốc quanh co cua tay áo các kiểu, nhưng mà nó xấu, nó không biết tả thế nào nữa. Nếu mà các bạn đi cái cung đường đấy đi xe máy thì ok, đi SUV hay bán tải còn thấy xót xe, chứ đừng nói là vớ phải một chiếc sedan gầm thấp hoặc là mấy em như kiểu gọi là CUV lửa lạc lửa mỡ, vẫn hay những chiếc CUV mà gầm nó không được cao lắm ấy. Như con này nhà mình gầm 220 mini, gầm cao đấy, mà mình còn độ lốp rồi nha, mình còn làm lốp dày lên mà đi còn cảm thấy xót đó. Sau đó lại từ nhà mình lại tiếp tục đi từ Y Tý sang Xin Suối Hồ thì cũng lại đang làm được. Từ Y Tý quay ngược ra Sapa nhá, đi quay ngược lại Ô Quý Hồ ấy, xong là vòng lên đã xấu rồi, xong từ Ô Quý Hồ được cái đổ đèo ấy, tứ đại đỉnh đèo đổ đèo thì được đoạn đèo đẹp đến gần thành phố Lai Châu, rẽ vào Xin Suối Hồ thì đường cũng lại đang làm, lại cực kỳ xấu, vừa xấu vừa bùn lầy. Thậm chí là mình đến Xin Suối Hồ vào khoảng 8 giờ tối, mình đi buổi tối không? Vạch mắt cá.
mình đi buổi tối. Thế nên là cái trải nghiệm lái nó lại càng khó hơn. Nó khá là vất. Đó thì chia sẻ đến anh em là xăng thì mình không nói rồi, bởi vì là mình đi đường bình thường, trước giờ mình đi đường bình thường thì xăng mình vẫn nói với anh em ấy, mùa đông này nó rơi vào loanh quanh khoảng 9 lít, còn mùa hè nó rơi vào loanh quanh khoảng 10 lít. Còn đi cung này thì thực sự là nó đốt xăng hơi bị khiếp. Nếu mà xác định chơi off-road thì phải chơi máy dầu, chứ máy xăng thốn lắm. Chia sẻ thêm với anh em là những cái đến thời điểm này mình sử dụng có thể cứ tạm gọi là 2 năm đi, bởi vì là chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tròn 2 năm mình lấy xe. Và số km di chuyển đến thời điểm này là 4 vạn. Từ lúc mình lấy xe nhé, đến bây giờ là được 4 vạn km rồi. Thì con xe này có những ưu nhược điểm gì? Chia sẻ kỹ hơn, bởi vì là chính xác đi đến thời điểm mà mình đi cái cung đường này về thì mình có nghĩ là giới hạn của chiếc xe này cũng chỉ đi được đến như thế thôi. Khó hơn nữa thì thật sự là nó sẽ khiến anh em mình như kiểu anh em mình kỳ vọng nó khó hơn nữa chẳng hạn. Rẽ phải nhé. Không là đi vào đường ngược chiều như thằng kia là đi ngược chiều rồi kìa. Như thằng kia là ăn đòn rồi. Cùng ra khỏi cao tốc Hà Nội Lào Cai anh em. Đấy, đoạn này này. Đấy, như bác xe tải trên kia mà có công an là ăn đòn rồi. Rất nhiều anh em trước giờ đi Q7 thường vẫn hay tự tin mình bảo, mình có chia sẻ một clip chiếc Q7 của mình bị tụt dốc ấy. Rất nhiều anh em bảo là mình không biết đi, hoặc là xe không hiểu về xe hay thế này thế nọ. Thì nói thật với anh em là đấy là anh em chưa rơi vào những cái hoàn cảnh éo le thôi. Đó, nếu mà rơi vào những hoàn cảnh éo le thì mới hiểu là thế nào là tụt dốc. Bởi vì sao? Khi bạn đi đến một cung đường lạ, bạn chưa hề biết gì về con đường đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là buổi tối. Cái thứ ba là trên xe. Đây các bạn có thể thấy đây, xe đồ nhà mình đây. Gần như cái khoang đằng sau này, hai đứa nhóc nhà mình ngồi ngủ chỉ đủ đúng chỗ của hai cái ghế của nhóc thôi, còn chưa tính đến đồ camping nhà mình để ở đằng sau. Full đồ rất là nặng. Đó. Trong chuyến đấy mình tụt dốc một phát là lên Xin Suối Hồ, ngay cái khúc cua từ đường vào cái khúc cua đầu tiên vào cái bản Xin Suối Hồ ấy, cua cực kỳ gấp. Do lạ đường không đi được lưng chừng thì vừa đi vừa phải ngắm map trên này này xem là như thế nào. Nó cua tay áo mà phải căn đường nữa nên là được lửa thì là tụt dốc. Đó thì bắt buộc phải lấy đà lại. Khi có đà rồi thì lên rất là bình thường, không có đà thì chịu cứng. Trước mình có một bác nhá, cũng trong buổi tối hôm đấy thật là tình cờ và rất là bất ngờ, thì cũng có một bác đi Q7 biển Hà Nội màu xanh xanh đen ấy, màu xanh tím than ấy, xanh đen ấy, và xanh navy, và mình bảo đấy là xanh navy. Thì bác ấy không độ lốp, không trở lặng, chỉ có hai người thôi, nao vèo vèo lên. Hình như bác ấy cũng đi đấy một lần rồi, biết đường rồi hay sao, bởi vì là mình đi mình còn phải mày mò tìm map, thì bác ấy cứ phóng vào bầm thôi, mình đi đằng sau. Thì bác ấy lên đến nơi rồi thì mình hãng còn đang bị tụt dốc. Đấy, mình phải lấy đà lại. Đó. Thì nếu mà cùng là hai người đi như nhau như thế thì chắc chắn người kia sẽ bảo là mình không biết đi hay thế này thế kia. Đó. Nhưng mà cứ tải lặng xem, rồi không biết đường xem, ngáo ngơ xem là sẽ dính. Đó là anh em chưa dính vào hoàn cảnh éo le thôi. Đó. Còn đi có thích hay không thì đến bây giờ với số tiền mình bỏ ra mua một chiếc xe Trung Quốc, lỗi lầm như thế nào mình đều chia sẻ đến anh em. Nó như thế nào, mình sử dụng như thế nào mình đều chia sẻ rồi. Không hối hận, chắc chắn không hối hận. Nếu quá trình tiếp theo mình đổi xe mà có những chiếc xe Trung Quốc phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì chắc chắn mình sẽ đổi. Đây, như vợ mình bảo BZ đây. Thật ra thì hai vợ chồng mình cũng muốn đổi BZ rồi.
Kinh tế thì thôi thì không nói đến kinh tế, nhưng mình đang rất, mình chỉ băn khoăn một vấn đề rất lớn, đó là con BZ40 nó là máy xăng bản 2.3 1.5 như này đây, đi như chuyến đi này nhá, nhà mình đi camping mà mọi thứ chuẩn bị đồ khá là đầy đủ, tiền ăn tiền phòng không đáng bao nhiêu so với ngày đi 4 ngày 4 đêm. Nhà mình còn lái xuyên đêm từ Sapa về về đây là lái xuyên đêm, bây giờ là 7 giờ sáng nhá, nhà mình lái xuyên đêm luôn đó, mà mới có hơn 1.100 cây mà mất 3 triệu tiền xăng. Nếu mà rơi vào con BZ thì chắc là nó phải rơi vào tầm 4 triệu, hơn 4 triệu tiền xăng, 4 triệu, biết đâu được bất ngờ nó lại có khi nó còn rơi vào 4.5 triệu tiền xăng đó. Thì cái đấy là hơi lăn tăn, nên là trước giờ vợ chồng mình vẫn chưa quyết đổi BZ, bởi vì là thích là một chuyện nhưng nuôi nó lại là một chuyện khác đó. Mà em BZ ấy thì nhiều anh em vẫn hay bảo là, nhiều anh em cứ hay bảo là sao không đổi sang thế này, sao không đổi sang thế kia, nhưng mà cân nhắc giữa vấn đề sử dụng xe hàng ngày bình thường này này với một chiếc xe mua về BZ nhá, mua về mình nói luôn là chỉ để chơi chứ không phải để phục vụ cả thêm nhu cầu bình thường hàng ngày nữa, bởi vì là mình lái thử BZ rồi các thứ rồi, sử dụng vào nhu cầu hàng ngày nó chắc chắn nó không được thích, nó không được sướng như một chiếc CUV như thế này đó. Những cái cung đường đi camping ấy, nó chỉ là một năm chỉ khoảng độ, đối với nhà mình thì cùng lắm là 1 tháng là 30 ngày thôi, còn đâu 11 tháng còn lại là sử dụng vào nhu cầu hàng ngày đó. Đang lăn tăn ở cái chỗ đấy, kể mà nó là máy dầu thì mình cũng đổi đấy. Đấy, tiếp theo nữa thì anh em có thể thấy xe mình hay độ linh tinh, hay độ như kiểu đồ camping ấy, độ trên nóc này này. Mình đang, nếu anh em là theo dõi thì có thể thấy mình đang có dự án tự làm một cái lều lóc, lều mui mềm thôi, tự làm thì sắp hoàn thiện rồi, mình chỉ cần đợi mỗi may bạt nữa thôi là xong. Tuy nhiên sau chuyến đi này thì mình quyết định có làm xong thì để dành đến khi nào đổi xe sang những chiếc xe SUV thực thụ như kiểu BZ40 hoặc là bán tải thì mình mới lắp lều lóc lên, hoặc nếu có đi có lắp lên thì cũng chỉ đi những chuyến nào mà đường nó bằng phẳng, nó gọi là như kiểu đường quốc lộ bình thường thôi chứ không leo núi được, bởi vì là đi chuyến vừa rồi mình đã cảm thấy chiếc xe này nhiều lúc leo đèo hoặc là vào cua đường xấu, máy nó bắt đầu nó phải như kiểu gầm gừ, như kiểu nghiến răng nghiến lợi để leo lên ấy. Thì nếu mà lắp cái lèo lóc như của mình tính rơi vào khoảng 70 cân mà lắp lên lóc thì chắc là khả năng là nó hết sức nó hết sức, và đi camping mà đi lửa đường mà đã hết sức rồi ấy, thì chuyến đi sẽ không còn được thú vị nữa, nên là mình quyết định sẽ, nếu mà có lắp thì cũng chỉ lắp vào những cung đường đơn giản thôi, còn cung đường khó thì đấy, đến thời điểm này là bỏ ra 525 triệu cách đây 2 năm, đến bây giờ không có gì phải suy nghĩ, kể cả quá trình xăng cộ, ăn uống rồi sửa chữa bảo trì bảo dưỡng, chi phí nuôi xe đến quá trình sử dụng xe hài lòng. Còn đâu với một chiếc xe mà nhiều anh em cứ bảo là ông đi nó thế này, ông đi nó thế kia thì anh em chưa đưa chiếc xe vào những cái hoàn cảnh éo le hoặc là những cái giới hạn của chiếc xe thì anh em cứ chém rô, mình hài lòng thế thôi. Anh em mình chia sẻ clip này nho nhỏ đến anh em nào đang quan tâm đến xe Trung Quốc hoặc là chiếc xe Q7 này, cụ thể là chiếc xe Q7 này. Thế nhé, xin chào anh em.